Trong đợt ra quân chống buôn lậu gian lận thương mại trên khu vực cảng Dung Quốc vào cuối tháng 1 năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện thu giữ trên 3.000 lít xăng, dầu DO cùng một số chất lỏng có chứa dầu không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ. Điểm tập kết xăng dầu trái phép do Nguyễn Thanh Long ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, có chứa trên 3.000 lít xăng và dầu DO. Tiếp tục kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện hơn 400 lít dầu DO cùng với số lượng lớn chất lỏng có chứa dầu trên tàu cá, tàu dịch vụ và lồng bè nuôi hải sản của hai ông Đặng Minh Quân, Trần Dung, cùng trú ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu số xăng dầu và chất lỏng vừa nêu không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trong đợt tra quân này, lực lượng biên phòng cũng tổ chức kiểm tra các phương tiện bán lẻ xăng dầu và phát hiện nhiều doanh nghiệp thu mua xăng dầu trôi nổi rồi sang chiết bán lại cho các đơn vị xây dựng công trình trên khu vực cảng thu lợi bất hợp pháp ừ.